Mới đây, lực lượng fandom tại Việt Nam của hai diễn viên Trung Quốc là Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đang quyết định trình chiếu hình ảnh hai thần tượng tại tòa nhà Vincom Nguyễn Chí Thành nhằm kỷ niệm 3 năm đóng máy một bộ phim do hai diễn viên trên thủ vai. Vụ việc này đã gây nên một làn sóng phẫn nộ lớn trong dư luận và cả một cuộc cãi vã giữa các fan với cộng đồng mạng. Sở dĩ có sự phản đối từ cộng đồng là vì đây là hai diễn viên từng công khai ủng hộ đường lưỡi bò của Trung Quốc. Cùng câu nói nổi tiếng của quốc gia này, Trung Quốc một phần cũng không thể thiếu. Việc fan quyên góp tiền để phát sóng hình ảnh của thần tượng mình lên các tòa nhà hay màn hình lớn là điều không thể thiếu trên thế giới. Nhưng mà quảng bá một thần tượng trên chính quốc gia bị họ chà đạp chủ quyền lãnh thổ thì có lẽ đây là trường hợp đầu tiên. Thời gian gần đây, những vụ việc fandom Việt Nam quyên góp tiền donate các idol Trung Quốc ngày một nhiều. Số tiền donate thì ngày một tăng lên tới cả 100 triệu đồng. Và đáng nói là idol được donate tiền này đều là những người công khai ủng hộ bản đồ đường lưỡi bò của chính phủ Trung Quốc. Những vụ lần trước thì chỉ một nhóm trong cộng đồng biết, nên sự việc cũng chỉ dừng lại ở mức là chỉ trích lẫn nhau mà thôi. Thế còn lần này là một sự kiện quảng bá lớn chưa từng có, nên đã tạo nên hai luồng dư luận trái chiều cực kỳ gay gắt. Dĩ nhiên một bên phe là phản đối, còn bên kia thì vẫn là các fan cuồng idol xứ Trung. Khi bị dư luận chỉ trích mạnh mẽ thì những nhóm fan của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã cho rằng chính trị không liên quan đến phim ảnh và đừng dạy người khác cách tiêu tiền. Đây không phải là lần đầu tiên những câu biện minh như thế này được thốt ra, và những lần donate tiền trước đây cho những idol cũng được bao che bằng những lập luận kiểu như vậy. Nếu ta còn tiếp tục để tình trạng này tiếp diễn thì chả bao lâu nữa hình ảnh các idol Trung Quốc ủng hộ đường lưỡi bò sẽ nhan nhản ở Việt Nam. Không khác gì ta đang tự nguyện quảng bá cho lý tưởng của họ. Xin thưa với các fandom trên rằng chả ai ở đây dạy các bạn cách để tiêu tiền cả, mà chúng tôi đang dạy các bạn cách để yêu nước và lòng biết ơn với Tổ quốc. Tiền ba mẹ cho các bạn thì các bạn tiêu sao không vi phạm pháp luật là được. Nhưng nghĩ cho kỹ trước khi chi tiền cho người khác vì nó có thể là hại chính bạn. Trước khi mà cho tiền ai hay chi tiêu cho một hoạt động nào đó, các bạn hãy nghĩ về tôn nghiêm của các bạn, nghĩ đến danh dự của bản thân và trên hết là nghĩ đến chủ quyền của Tổ quốc. Các bạn ủng hộ idol nhưng chính idol đó lại coi thường chủ quyền Tổ quốc của các bạn thì đó cũng là sự coi thường bạn. Bạn chi tiền cho họ là bạn đang ủng hộ những hành động của họ. Và dĩ nhiên là quảng bá hình ảnh họ cũng là quảng bá tư tưởng của họ vào chính đất nước này. Những đồng tiền mà các bạn cho đi không chỉ vào túi của những diễn viên đó mà rộng hơn là vào Trung Quốc. Ủng hộ tiền cho những người xúc phạm toàn vẹn lãnh thổ của đất nước là các bạn đang góp của góp đạn cho kẻ thù để họ chiến đấu với ta. Ở ngoài kia các chiến sĩ nơi hải đảo, nơi biên cương thì đang gắng sức để giữ gìn biển đảo, toàn vẹn lãnh thổ, để các bạn ở đây được hưởng cuộc sống yên bình. Nhưng hành động của bạn lại giúp Trung Quốc thêm vũ khí để chĩa vào đầu họ. Còn nữa, chính những cái bộ phim của các thần tượng kia mà các bạn đang muốn quảng bá, trong đó cũng có những hình ảnh đường lưỡi bò do Trung Quốc cài cắm vào. Bạn đang giúp họ được nổi tiếng hơn, giúp cho những bộ phim của họ được nhiều người biết đến, thì khác nào là bạn giúp họ quảng bá chủ quyền sai lệch đó. Nếu nghệ thuật không liên quan đến chính trị thì Trung Quốc đâu có mất công để nhồi nhét tư tưởng chính trị của họ vào những tác phẩm phim ảnh, sách báo rồi truyền bá nó ra thế giới. Âm mưu của Trung Quốc là phổ cập những cái sai vào người xem và từ từ thay đổi cái nhìn của người xem theo cách của họ. Bạn xem xong mà không nhận ra cái sai còn đi quảng bá nó cho người khác thì khác gì là bạn giúp họ thực hiện âm mưu của mình. Nếu những tác phẩm phim ảnh ngoài kia đơn giản là như vậy thì nhà nước ta đâu có kiểm duyệt kỹ càng để cho tốn công. Nhà nước ta không chỉ chiến đấu ở ngoài kia cho chủ quyền đất nước mà trong nội bộ ta cũng đang phải tẩy chay những sản phẩm chứa những hình ảnh sai lệch được Trung Quốc cài cắm vào. Bạn không giúp gì được thì thôi, cũng đừng bóp chính đồng đội của mình như vậy. Tổ tiên chúng ta đã cảnh giác với Trung Quốc suốt 2.000 năm nay và thực tế lịch sử chứng minh sự cảnh giác đó chưa bao giờ là thừa. Hâm mộ thần tượng không có gì là xấu, nhưng phải thật tỉnh táo để không gây ảnh hưởng đến chính Tổ quốc của mình. Mất thần tượng không sao, mất nước mới là có sao. Ở đây chúng tôi không dạy các bạn cách tiêu tiền, chúng tôi dạy bạn cách yêu nước. Và video ngày hôm nay đến đây đã hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé. Nhớ like và nhấn nút đăng ký để nhận được thông báo khi có video mới nhất từ bọn mình nha.